Chương trình Vietface Tonight được bảo trợ bởi Phương My có trên 30 năm kinh nghiệm về lĩnh vực karaoke, sẽ chọn cho bạn loa kéo, loa sách tay hay một hệ thống âm thanh thật hay, thiết kế sang trọng hiện đại, giá cả hợp lý. Liên lạc Phương My 832-661-9809 hoặc 281-530-9155. Planet Coffee Roaster được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị. Được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Đây là chương trình Vietface Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Vietface Tonight trong buổi phát hình ngày thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2023. Trước hết là phần lướt qua những tin chính trong ngày. Cựu tổng trưởng lý Billboard phản ứng công khai đầu tiên về bản cáo trạng của cựu tổng thống Donald Trump. Florida là tiểu bang đầu tiên hợp tác với PageU Kids với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục. Quyết định hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ của Fitch Ratings đang bắt đầu có hiệu ứng. Các nhà sản xuất thuốc trị tiểu đường và thuốc giảm cân Ozempic và Mounjaro đang bị kiện. Giá xăng đã tăng ở Hoa Kỳ trong những tuần lễ gần đây. Đức Giáo Hoàng Francis đã bắt đầu ngày thứ nhì của lễ kỷ niệm Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon. Ngân hàng Trung ương Anh Quốc tăng lãi suất lần thứ 14. Và phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Và sau đây là phần tin chi tiết. Cựu Tổng thống Donald Trump bị buộc tội trong vụ cố thay đổi kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đang phải đối mặt với vụ bắt giữ thứ ba chỉ trong vòng 4 tháng. Lần này thì bản cáo trạng thứ ba bao gồm 4 trọng tội. Trong một hành động lịch sử, cựu Tổng thống Donald Trump bị buộc tội âm mưu đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 mà các công tố viên cho rằng đã châm ngòi cho các cuộc bạo động dữ dội tại Điện Capitol trên thủ đô của đất nước Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói rằng đây là cuộc đàn áp một đối thủ chính trị. Điều này không bao giờ được phép xảy ra ở Mỹ. Ông Trump đã xuất hiện trước một thẩm phán tòa sơ thẩm vào ngày thứ Năm, ngày 3 tháng 8 năm 2023. Ông ấy bị buộc những tội. Thứ nhất, âm mưu lừa gạt nước Mỹ. Thứ hai, âm mưu cản trở một thủ tục lập pháp chính thức. Thứ ba, cản trở tiến trình của Quốc hội. Và thứ tư là âm mưu chống lại quyền bỏ phiếu của công dân. Ông Bill Barr là cựu bộ trưởng tư pháp dưới thời của Tổng thống Trump đã nói, chính phủ đã nhận trách nhiệm chứng minh điều đó. Chính phủ trong bản cáo trạng của họ cho rằng ông ấy thực sự biết rằng mình đã thua cuộc bầu cử và ông biết cuộc bầu cử đã bị đánh cắp do mình nói là gian lận là không đúng và họ sẽ phải chứng minh điều đó ngoài sự nghi ngờ hợp lý. Ông Trump hiện nay đang phải đối mặt với 78 cáo trạng hình sự tổng cộng trong 3 vụ kiện, trong khi vẫn là người dẫn đầu trong vụ đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa. Luật sư của cựu Tổng thống Trump đã lập luận rằng ông có quyền theo tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ để bày tỏ cảm xúc của mình về kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Bà Alina Habba là luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump đã nói rằng điều mà Tổng thống Trump đã làm là ông ấy nói hãy biểu tình một cách yêu nước và ôn hòa. Và đó là quyền của người Mỹ. Đó là lý do tại sao chúng ta là nước Mỹ. Ông Trump đã không nhận tội trong cả 3 vụ kiện chống lại ông ta. Kế đến là bản tin về cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr phản ứng công khai đầu tiên về bản cáo trạng của cựu Tổng thống Trump. Cựu Bộ trưởng Hoa Kỳ là Bộ trưởng Tư pháp, thưa quý vị, là ông Bill Barr đã đưa ra phản ứng công khai đầu tiên về bản cáo trạng của cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba. Ông Barr nói rằng ông tin ông Trump biết rõ rằng ông ta đã thua trong cuộc bầu cử và những nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử của ông ta là sai lầm. Nhận xét của ông Barr rất có ý nghĩa bởi vì ông là một trong những đồng minh trung thành nhất của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Tuy nhiên, ông Barr đã từ chức vào tháng 12 năm 2020 sau khi ông công khai bác bỏ những tuyên bố sai trái của ông Trump về một cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Trong quyển sách của mình mang tên One Damn Thing After Another, ông Barr đã viết rằng ông tin rằng ông Trump xa rời thực tế và hành động của ông ấy vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 là một sự phản bội chính phủ và đất nước Hoa Kỳ. Florida là tiểu bang đầu tiên hợp tác với PageU Kids với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục.
Florida là tiểu bang đầu tiên đã hợp tác với Bridger UKids là một công ty truyền thông giáo dục theo khuynh hướng bảo thủ. Sự hợp tác đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ các bậc cha mẹ, với một số ca ngợi nội dung giáo dục của công ty và một số người khác thì bày tỏ lo ngại về quan điểm chính trị của công ty. Kênh YouTube của Bridger UKids có các video về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm lịch sử, công dân và kinh tế. Các video của kênh thường hoạt hình và có giai điệu vui tươi. Tuy nhiên, một số phụ huynh đã bày tỏ sự lo ngại về quan điểm chính trị của công ty mà họ cho là quá bảo thủ. Bộ Giáo dục Florida đã bảo vệ quan hệ đối tác và nói rằng nội dung của Bridger UKids phù hợp với những tiêu chuẩn chính phủ và công dân đã được sửa đổi của tiểu bang này. Tuy nhiên, Bộ vẫn chưa trả lời những câu hỏi về việc liệu rằng giáo viên có quyền truy cập vào nội dung gây tranh cãi hơn của Bridger UKids hay không. Sự hợp tác giữa Florida và Bridger UKids là hành động mới nhất trong một loạt những hành động của chính phủ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát của tiểu bang này nhằm thúc đẩy các giá trị bảo thủ trong ngành giáo dục. Trong những năm gần đây, Florida đã cấm giảng dạy lý thuyết phân biệt chủng tộc và thông qua luật yêu cầu các trường học treo 10 điều răn trong lớp học của họ. Mối quan hệ đối tác có khả năng gặp phải những thách thức pháp lý từ những người phản đối là những người cho rằng nó vi phạm điều khoản thành lập của tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ, cấm chính phủ ủng hộ tôn giáo. Tuy nhiên, không rõ liệu rằng quan hệ đối tác này có bị coi là vi hiến hay không. Quyết định hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ của Fitch Ratings đang bắt đầu có hiệu ứng. Fitch Ratings là một trong ba tổ chức xếp hạng tín dụng lớn cùng với Moody's và Standard & Poor's. Việc hạ bậc xếp hạng của Hoa Kỳ từ 3 chữ A xuống còn 2 chữ A cộng là lần đầu tiên sau 70 năm Hoa Kỳ bị hạ bậc tín dụng. Việc Fitch hạ xếp hạng nợ của Hoa Kỳ đã có tác động lan tỏa trên thị trường vay nợ nhà. Freddie Mac và Fannie Mae là những doanh nghiệp được chính phủ tài trợ để giúp tài trợ cho các khoản nợ mua nhà đã chứng kiến xếp hạng tín dụng của họ bị giảm nhẹ do bị hạ bậc. Điều này có thể khiến cho người tiêu dùng Hoa Kỳ khó tìm nhà hơn bởi vì những người cho vay có thể do dự hơn trong việc cung cấp các khoản nợ có xếp hạng tín dụng thấp hơn. Ngoài ra, việc hạ cấp tín dụng có thể dẫn đến tỷ lệ lãi suất nợ nhà cao hơn và điều này sẽ khiến cho chủ nhà phải trả các hóa đơn tiền nhà hàng tháng đắt đỏ hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải ai cũng đồng ý với quyết định hạ xếp hạng nợ của Hoa Kỳ của Fitch Ratings. Một số kinh tế gia và nhà phân tích tin rằng việc hạ cấp tín dụng là không có cơ sở và nó có thể có tác động tiêu cực đến toàn thể nền kinh tế Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất thuốc trị tiểu đường và thuốc giảm cân Ozempic và Mounjaro đang bị kiện. Vụ kiện chống lại Novo Nordisk và Eli Lilly là vụ kiện đầu tiên cáo buộc rằng các loại thuốc Ozempic và Mounjaro có thể gây tổn thương cho đường tiêu hóa. Cả hai loại thuốc này đều là một phần của nhóm thuốc mới, được gọi là chất chủ vận GLP-1, giúp cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 kiểm soát được lượng đường trong máu của họ. Chúng cũng được kê đơn để giảm cân. Người phụ nữ đệ đơn kiện là Jacqueline Jordan nói rằng cô ấy đã dùng Ozempic trong hơn một năm và sau đó bắt đầu dùng Mounjaro vào tháng trước. Cô ta nói rằng cô đã phải nhập viện vì những vấn đề về dạ dày nhiều lần, bị rụng răng vì nôn quá nhiều và phải dùng thêm thuốc. Cô ấy nói rằng các công ty đã không cảnh báo cô ấy về nguy cơ mắc những biến cố nghiêm trọng về đường tiêu hóa. Thông tin kê đơn cho cả hai loại thuốc đều liệt kê nôn mửa và đau bụng là những tác dụng phụ có thể xảy ra. Tuy nhiên, vụ kiện cáo buộc rằng các công ty đã không cảnh báo đầy đủ cho bệnh nhân về nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng hơn về đường tiêu hóa, chẳng hạn như liệt dạ dày. Liệt dạ dày là tình trạng cơ dạ dày không hoạt động bình thường, có thể làm chậm hoặc là ngừng luôn chuyển động của thức ăn qua dạ dày. Điều này có thể dẫn đến việc buồn nôn, bị nôn, đầy hơi và táo bón. Trong những trường hợp nặng thì liệt dạ dày có thể dẫn đến nhập viện và thậm chí tử vong. Vụ kiện hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu và vẫn chưa rõ liệu rằng các công ty có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không. Tuy nhiên, vụ kiện đang nâng cao nhận thức về những rủi ro tiềm ẩn của Ozempic và Mounjaro. Giá xăng đã tăng ở Hoa Kỳ trong những tuần lễ gần đây. Giá xăng đã tăng tại Hoa Kỳ trong những tuần gần đây và đạt mức cao nhất trong năm nay. Những lý do chính cho điều này là cái nóng mùa hè khắc nghiệt và chi phí dầu thô cao hơn. Thời tiết nắng nóng đã cản trở sản lượng tại các nhà máy lọc dầu vốn không được chế tạo để hoạt động ở nhiệt độ trên 95 độ F. Trong điều kiện nhiệt độ hết sức cao thì các công ty thu hẹp quy mô sản xuất vì mục đích an toàn và hiệu quả. Và điều này đã làm giảm nguồn cung xăng, dẫn đến giá xăng cao hơn.
Giá dầu thô cũng tăng trong những tuần lễ gần đây do một số yếu tố bao gồm cả cuộc chiến tại Ukraine. Điều này cũng đã gây áp lực tăng giá của xăng. Và tin tốt là giá xăng vẫn còn rẻ hơn rất nhiều so với năm ngoái. Nếu tính vào tháng 6 của năm 2022 thì giá trung bình của một gallon xăng tại Mỹ là 5 Mỹ kim. Vì vậy, trong khi giá xăng đang tăng, chúng vẫn không cao như là một năm trước đây. Ngân hàng Trung ương của Anh Quốc tăng lãi suất lần thứ 14. Ngân hàng Anh Quốc đã tăng lãi suất thêm 1/4 điểm vào ngày thứ Năm, ngày 3 tháng 8, đưa chi phí chính đi vay của chính của các ngân hàng thương mại tại Vương quốc Anh lên 5.25%. Và đây là mức cao nhất kể từ tháng 2 của năm 2008 và là lần tăng thứ 14 liên tiếp kể từ khi Ngân hàng Trung ương bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 12 của năm 2021. Quyết định này đã gây ra một sự chia rẽ với 6 thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ đã bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 0.25%, 2 người ủng hộ việc tăng 0.5% và 1 người ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất. Đây là một tin khó khăn đối với hơn 2 triệu chủ sở hữu nợ nhà của Vương quốc Anh, là những người đang phải đối mặt với sự gia tăng mạnh trong hóa đơn nợ nhà hàng tháng khi họ bị buộc phải tái cấp vốn trong năm nay và năm tới. Chi phí của khoản nợ nhà có lãi suất cố định trung bình 2 năm là 6.85% vào ngày thứ Năm so với mức chỉ có 3.95% vào tháng 8 năm ngoái. Những người đi vay nợ nhà có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi thị trường tài chính dự đoán rằng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Anh sẽ đạt đỉnh vào mức 5.75% vào cuối năm nay. Ngân hàng Anh đang phải đối mặt với một hành động cân bằng khó khăn khi phải cố gắng kiềm chế lạm phát mà không gây ra suy thoái kinh tế. Có khả năng lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới, nhưng tốc độ tăng sẽ còn phụ thuộc vào phản ứng của nền kinh tế. Đức Giáo hoàng Francis đã bắt đầu ngày thứ hai của lễ kỷ niệm Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon. Đức Thánh Cha Francis đã có một ngày thứ hai bận rộn trong lễ kỷ niệm Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon. Ngài đã gặp gỡ những người Ukraine trẻ tuổi, sinh viên và nhân viên của Đại học Công giáo Lisbon và những người trẻ tuổi từ Scholars Orientis vào chiều thứ Năm, ngày 3 tháng 8. Ngài tham dự nghi thức chào mừng Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Ngài đã gặp riêng 15 thanh niên Ukraine đến thủ đô của Bồ Đào Nha để tham dự sự kiện này. Ngài đã kêu gọi những người trẻ tuổi hãy tiếp tục tìm kiếm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong một thế giới đối mặt với những thách thức to lớn. Ngài đã gặp gỡ những người trẻ tuổi từ Scholars Orientis, là một phong trào giáo dục quốc tế do chính Đức Giáo hoàng Francis phát động vào năm 2013. Và Ngài cũng sẽ tham gia vào buổi lễ chào mừng Ngày Giới Trẻ Thế Giới trong một chuyến đi kéo dài 1 giờ đồng hồ trên một chiếc xe mui trần tại công viên Eduardo Đệ Thất của Lisbon. Chuyến viếng thăm Lisbon của Đức Thánh Cha Francis là cơ hội để Ngài gặp gỡ những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới và khuyến khích họ theo đuổi ước mơ của mình và tạo ra sự khác biệt trên thế giới. 10 mẹo để ngủ ngon trong thời tiết nóng kỷ lục. Tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất đã từng được ghi nhận trên địa cầu và chúng ta có thể không thấy nhiệt độ giảm nhiều trong tháng 8 năm nay. Nhiệt độ tăng có thể có tác động đáng kể đến nhiều khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả giấc ngủ của quý vị. Và sau đây là 10 lời khuyên hàng đầu của một chuyên gia y tế để có giấc ngủ ngon hơn khi trời nóng. Bà Michelle Dredup là thuộc Trung tâm Rối loạn Giấc ngủ Phòng khám Cleveland Clinic đã nói rằng nhiệt độ ban đêm cao hơn có xu hướng làm tăng sự tỉnh táo trong đêm cũng như giảm giấc ngủ sâu cũng như giấc ngủ ngắn. Bà Dredup nói rằng những giai đoạn của giấc ngủ là rất quan trọng để giúp cơ thể chúng ta tự sửa chữa và phục hồi vào ban đêm. Vì vậy, việc gián đoạn giấc ngủ có thể gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta. Mặc dù việc trời nóng có thể gây khó ngủ, những gì bạn mặc đi ngủ có thể tạo ra sự khác biệt. Thông thường, loại quần áo rộng rãi bằng vải cotton hoặc là không mặc gì khi ngủ có xu hướng tốt hơn so với quần áo vải có pha ni lông. Điều đó cũng giúp áp dụng cho bộ khăn trải giường và chăn mền. Bà Dredup nói rằng, hãy chọn những tấm khăn trải giường có khả năng làm mát nhiều hơn và không giữ nhiệt. Mặc dù mọi người đều khác nhau, nhưng bà nói rằng nhiệt độ trong phòng lý tưởng để ngủ là từ 63 cho đến 67 độ F. Và uống nước trong ngày nhưng hạn chế chất lỏng khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi đi ngủ để bạn không phải đi vệ sinh vào ban đêm. Kế đến là hãy tránh uống rượu, là thứ có thể làm bạn mất nước và làm gián đoạn giấc ngủ. Sử dụng màn che hoặc quạt để giữ cho phòng ngủ mát và tối nhất trong ban ngày để không khí trong phòng không bị nóng vào ban đêm. Và hãy nghĩ đến việc tắm nước ấm hoặc nước mát trước khi đi ngủ bởi vì điều đó cho phép cơ thể chúng ta giảm nhiệt. Bà Dredup cũng nói rằng
bạn cũng có thể ngủ ngon hơn bằng cách tuân thủ lịch trình ngủ đều đặn, thư giãn trước khi đi ngủ. Và cuối cùng, bảo đảm bữa ăn cuối cùng trong ngày của bạn là một bữa ăn nhẹ, tránh thực phẩm có nhiều đường hoặc là có lượng carbohydrate cao, chất béo bão hòa cao, có khả năng làm gián đoạn giấc ngủ. Nếu bạn thức dậy sớm và khó ngủ lại thì các chuyên gia khuyên rằng bạn nên thức dậy và làm một công việc nào không cần suy nghĩ, chẳng hạn như gấp quần áo cho đến khi cảm thấy buồn ngủ, rồi đi ngủ lại. Và sau cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chỉ số S&P 500 giảm trong ngày thứ ba liên tiếp khi phố Wall đánh giá kết quả lợi tức mới nhất của các doanh nghiệp và nỗ lực thoát khỏi áp lực từ việc trái phiếu tăng lãi suất. Lãi suất cổng cổ phiếu 10 năm giao dịch quanh mức 4.18% và gần mức cao nhất kể từ tháng 11 của năm 2022. Việc tăng lãi suất đã gây áp lực lên lĩnh vực bất động sản, vốn đã giảm hơn 1%, trong khi chỉ số biến động SIBO tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 6 năm nay. Lĩnh vực tiện ích đã mất 2.3%. Nhiều phân tích gia thị trường cũng lưu ý rằng thị trường chứng khoán có thể tạm nghỉ trong vài tuần hoặc là điều chỉnh nhẹ sau khi đã đạt được trạng thái phục hồi trong khoảng hơn 6 tháng, mặc dù xu hướng dài hạn vẫn là tăng. Đầu tuần, cả chỉ số S&P 500 lẫn Nasdaq đều ghi nhận tháng tăng thứ năm liên tiếp. Tuần báo cáo lợi tức bận rộn tiếp tục với nhà sản xuất chip Qualcomm mất khoảng 8.2% sau khi báo cáo lợi tức dưới mức ước tính. PayPal giảm 12.3% mặc dù đăng kết quả trực tuyến sớm hơn một ngày, trong khi Expedia giảm 16.4% do tổng số lượng đặt trước giảm so với kỳ vọng. Thị trường phải đối mặt với một đợt báo cáo lợi tức lớn khác vào thứ Năm khi công ty dẫn đầu ngành công nghệ là Apple và Amazon báo cáo kết quả sau khi thị trường đóng cửa. Theo FactSet, cho đến nay thì gần 79% công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo lợi tức hàng quý với khoảng 82% vượt kỳ vọng. Lợi tức cũng dự kiến là sẽ giảm vào khoảng 5% so với một năm trước. Trong một tin tức khác, Ngân hàng Anh Quốc hôm thứ Năm đã tăng lãi suất thêm 0.25% trong hành động mới nhất của một ngân hàng trung ương toàn cầu nhằm chế ngự lạm phát. Các chỉ số chứng khoán lớp thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones giảm 66.63 điểm, tương đương với 0.19%, kết thúc ở mức 35.215.89. Chỉ số S&P 500 giảm 11.50 điểm, tương đương với 0.25%, kết thúc ở mức 4.501.89. Và chỉ số Nasdaq giảm 13.73 điểm, tương đương với 0.10%, kết thúc ở mức 13.959.72. Giá vàng giảm 5.50 Mỹ Kim, tương đương với 0.28%, đóng cửa ở mức 1.969.50 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô tăng 2.23 Mỹ Kim, tương đương với 2.81% và đóng cửa ở mức 81.72 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin về thị trường chứng khoán. Phần tin này đã kết thúc chương trình Vietfast Tonight với phần trình bày của Thanh Thảo. Ước mong chương trình vừa qua đã đem đến quý vị những thông tin hữu ích. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái kính chào tạm biệt. Chương trình Vietfast Tonight được bảo trợ bởi Phương My có trên 30 năm kinh nghiệm về lĩnh vực karaoke, sẽ chọn cho bạn loa kéo, loa sách tay hay một hệ thống âm thanh thật hay, thiết kế sang trọng hiện đại, giá cả hợp lý. Liên lạc Phương My 832-661-9809 hoặc 281-530-9155. Planet Coffee Roaster được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị, được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, hãng BMC cho ra đời loa kéo, loa sách tay với âm thanh sóng động cực đỉnh, duy nhất trên thị trường, không có loa nào so sánh được. Công suất 3.900W có Bluetooth Optical Reverse, hệ thống chống hú, kết nối hai loa với hai microphone để nghe tiếng hát cùng lúc. Chỉ có loa BMC S19 được như thế. Loa thiết kế nhỏ gọn đẹp sang trọng, có thể mang đi khắp nơi. Mixer karaoke và hai microphone không dây sale 599 đồng, hỗ trợ kỹ thuật qua FaceTime, gửi 48 tiểu bang Hoa Kỳ, có đủ loại size bản neon và led cho tiệm nail. Liên lạc Phương My 832-661-9809 hoặc 281-530-9155. Thơm quá đi, thơm quá đi. Cà phê hòa tan 3x1 thơm quá đi thôi. Chất đậm đà, rất béo, đúng là ly cà phê có chất lượng. Có thể dùng cho cà phê sữa nóng hay sữa đá đều ngon. Hãy đến với Planet Coffee Roaster. We'll be right back.
đến tìm sự kết hợp tuyệt hảo ở Pechanga Resort Casino, nơi bạn tận hưởng chăm sóc khéo léo, ẩm thực chọn lọc, đỏ đen hào hứng nhâm nhi cuộc rượu, đùa vui trong nắng, từ trò chơi tao nhã đến tròn trả vận may, tùy tâm tùy ý với niềm vui, bước vào mộng để gọi mời thực tại hoang lạc. Tận hưởng những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino.